Hello, xin chào tập thể các bạn đã quay lại kênh Khám Phá Tổ Hợp ha. Thì cả nhà thì hôm nay thì mình đang ở nhà, thì hiện tại bây giờ mình có cháu vợ là hiện tại là với mình đó. Thì cái này mình thấy nó rất là lì cả nhà, nói không nghe. Thì hiện tại bây giờ nó đang ngủ ngoài cái giọng, ngoài cái chuồng chó ngoài á. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình làm một cách nào đó chơi nó một cái cho nó sợ đi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài quay cho mọi người xem nó ngủ nha. Ok, thì cái nhà hiện tại bây giờ nó đang nằm ngủ ngoài giọng rồi nè. Mày thấy không, nó đang ngủ ngon lành luôn. Mình kêu nó làm, nó không làm, nó đang nằm ngủ nè. Dễ tức không. Bây giờ mình sẽ kiếm cách nào mình chơi nó coi. Ok, thì bây giờ mọi người đợi chờ nghe, mình sẽ làm cách nào để cho nó nghe mọi người. Rồi ok mọi người. Mệt cái gì vậy? Chạy tin cái nào.
chân kìa. Đúng rồi. Hả? Làm gì? Ai đút cái giọng thế hả? Đút cái giọng, ai đút giọng mày? Không biết nữa. Trời ơi, chết, thì có giọng nhỏ nữa trời. Trời ơi, đi. Mày ngủ đây lúc nào giờ mà kỳ vậy? Biết em mới ngủ. Tiêu thì quá. Đứt giọng không? Đứt luôn. Không đứt để vậy hả? Thấy sao? Thấy là đứt hả? Đúng rồi. Ủa là trời, trời ác trời. Ai vậy? Cái thao của tôi không? Ủa là trời. Nội là cái ác nhỏ thì tình chứ. Nó ngủ đây cũng bị chơi kiểu mà đốt dây dây nè mọi người. Ai chơi ghê quá. Ai chơi kỳ quá trời kỳ không biết nữa. Để đây rồi đốt đây rồi té xuống đây luôn. Đúng rồi. Rồi làm sao đây? Nãy giờ thấy ai chưa hả? Không biết ha. Nãy giờ cũng thấy người ta trong phòng tao biết đâu. Mày có làm gì thích mất với ai không? Không. Sao kỳ vậy? Không, mày không làm thích mất với ai sao ai chơi mày kỳ không vậy? Ai biết vậy. Kỳ thiệt ha. Kỳ thiệt ha. Kỳ thiệt ha. Đồ cái này là gì quá mà. Đồ này đồ của tao cái gì? Đồ của tao cái chịu. Đồ này đồ của tao mà. Ghế của tao mà. Cái thao của tao luôn. Thì phải. Ai? Không biết. Nghĩ ai? Không biết. Biết là sao? Sao nghĩ ai không biết? Chắc mày rồi. Làm gì đó, tao ghét mày, tao làm trên tao lại té giọng đó mà. Có trời. Mày có kể lộn với ai không? Không. Không ha? Không. Rồi chắc là đứa nít chơi mày đó. Tao kể đi. Không vô thay đồ. Rồi đi. Nó dội đâu vậy? Tôi nghĩ là gần gần đây không mọi người. Ok thì hôm nay mình đã chơi thành công rồi cả nhà. Đi đường sao này? Ê Vinh, hả? Mày biết là ai chơi mày không? Biết đó. Tao chơi mày đó. Chi kỳ chờ ông nội. Thôi mày có mốt mày lì vậy? Nói không nghe chưa? Ờ, gì kỳ quá. Đây tới mày lì nữa là đây tới là cùng dài dài con. Ok. Rồi đều bớt lì đi, không lì đùng lì đâu, tao không chơi mày dài dài đó. Tao mua chưa biết được ai nha. Ok. Mình sao chứ mày? Mình giờ nhớ á. Ừ.